người, hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh đầu in của máy in EZ250i. Thì để vệ sinh đầu in thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái cột 90 độ và một bọc bông gòn. Thì hai cái này thì mọi người có thể ra tiệm thuốc tây đều bán. Thì để vệ sinh đầu in thì trước tiên mọi người sẽ tắt nguồn của cái máy in codec EZ250i. Sau đó mọi người sẽ bật cái máy lên, bật cái nắp máy lên. Đây là cái vị trí kiểu đầu in của mình. Để mở cái đầu in lên thì bên hông này nó sẽ có một cái khớp, thì mọi người bật ngược ra phía sau. Đây là cái khớp của mình ha. Để vệ sinh cái đầu in của mình. Các bạn cho mình một ít bông gòn ha, đổ một ít cồn vào rồi để vệ sinh đầu in ha. Thì các bạn vệ sinh ha, các bạn lau thì các bạn lau một đường từ trái sang phải hoặc là làm ngược lại. Mình làm như vậy đúng 2 lần ha. Rồi ở dưới cái đầu in này mình có cái trục này, cái trục này người ta hay gọi là cái trục ruler, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng con tay của mình á. Thì sẵn tiện đó thì các bạn vệ sinh cho mình luôn cái trục này á. Trục này thì mình cũng bỏ như vậy và mình lau qua. Rồi cái trục này mình có thể lăn được. Đây mình bỏ tay như vậy đây, xong rồi mình kéo đi. Đó là nó sẽ lăn. Mình sẽ lau tiếp tục. Đó là cái bước vệ sinh đầu in. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách vệ sinh đầu in của máy Codec EZ250i. Thì các bạn có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ giải đáp gì thì các bạn thì có thể liên hệ qua số hotline của công ty là 1900 3438, hoặc là các bạn có thể truy cập vào cái website mình để phía dưới. Cảm ơn các bạn.